Chào các bạn trở lại với chương trình công nghệ của trang công nghệ TRD. Thưa các bạn, thời gian của thời lượng video ngày hôm nay thì mình sẽ dành cho chương trình xả hàng. Các bạn đều biết thì với tháng 6 này thì gần như là tất cả các cửa hàng công nghệ là cái tháng chết. Chết bởi vì sao? Bởi vì không có nhu cầu người dùng. Nhưng nếu các bạn có điều kiện và mua máy laptop vào cái thời điểm này thì là cái thời điểm máy có giá bán rẻ nhất trong năm. Bởi vì đang mùa hè mà các bạn đi du lịch chứ còn mua máy làm gì? Thực sự phải cần thiết thì mới mua đúng không? Hoặc là rẻ thì mua thôi. Nói luôn với anh em thì một lô này là lô hàng ký gửi của cậu em. Cậu bảo luôn tôi có vài chục con HP Omen. Cái đợt trước dịch của Mỹ mua về được giá rẻ thì mang đây cho anh em. Tớ đọc cấu hình cho anh em nhá. i7-9750H, RAM 16GB, SSD 256GB, GTX 1660T, 1660T nhá, 6GB RD6, màn hình 15,6 inch Full HD IPS, tầng số quét 144Hz. Tớ sẽ xả hàng theo kiểu đó là ký gửi bởi vì không mất vốn. Để cho anh em giá 25.900.000 và toàn bộ hàng này thì anh em sẽ nhìn thấy tem hộp đều ship từ eBay về. Mới 100%. Bây giờ thì mình sẽ khui hộp và test máy cho anh em xem có ngon hay không. Mời anh em đón xem nhé. Các bạn ơi, hàng này thì mua của các seller. Các bạn sẽ thấy là eBay này, mua trên eBay của các seller họ bán này. Bây giờ mở hộp nhé. Các bạn sẽ thấy là sạc của nó là sạc Ovan lên tận 200W thì mới kéo được con GTX 1660T. Đẹp không? Quá ngầu đúng không? Anh em sẽ thấy là những cái cổng kết nối hiện đại nhất của chiếc máy này. Và đằng sau này, anh em sẽ nhìn thấy là quả tản nhiệt như Lamborghini luôn. Mà những chiếc máy được bố trí cái cổng đằng sau như này tớ rất là thích luôn. Và tản nhiệt đằng sau như này rất khoa học luôn. LAN này, USB này, HDMI này, Mini DisplayPort, Thunderbolt 3. Tính ra chiếc máy này, ba cổng này có thể ra được ba cái màn hình. Quá là ngon đấy. Với những chiếc máy mà phân khúc giá như này có cổng Thunderbolt ít lắm. Mà này là máy mới. Này các bạn sẽ thấy này, cổng USB này, phone mic được tích hợp giao tiếp 3.5, đây thêm một cổng mic nữa này. Các bạn thấy này, ô con này là hai cổng luôn. Bình thường các máy nó chỉ có một cổng, ở đây hai cổng để tăng cái tính năng thu âm cho chúng ta là ngon đấy. Đầu đọc thẻ SD này, đằng trước này, đây, thiết kế rất là thông minh, cổng USB, cổng sạc, nó không thiết kế cái hốc tản nhiệt ở đây. Đấy, nhưng mà tản nhiệt ở đây thì khó chịu lắm. Trên bề mặt thì các bạn sẽ thấy là tớ hay gọi con này vui là Omen X, bởi vì nó có chữ X đằng sau như này. Điểm cải tiến là viền màn hình mỏng này. Các bạn ơi, sau một lúc hí hoáy thì mình đã mở được chiếc máy này ra rồi. Nói chung là cũng chẳng quá khó đâu em các bạn nhỉ. Ở đây thì chúng ta sẽ có một quả pin của nó, bên trong nó ghi là 15.4V và dung lượng gốc của nó là 4550mAh. Quả pin này có thể duy trì chúng ta nếu mà dùng liên tục thì được 1 tiếng, còn không thì chúng ta để độ sáng màn hình thấp thì có thể trụ được 3-4 tiếng các bạn ạ. Cái phần màu xanh này các bạn sẽ thấy đây là ổ cứng SSD và máy sẽ có 2 slot cắm RAM. Các bạn sẽ thấy là chiếc máy sẽ nâng cấp được tối đa đó là 32GB RAM và RAM boot của chúng ta đó là 2666 các bạn ạ. Các bạn sẽ thấy là bên cạnh của cái ổ cứng 2.5 inch đây là cái Wi-Fi AC với băng tần của chiếc máy có thể đạt 5GHz các bạn nhé. Và bên cạnh đây là ổ cứng 2.5 inch này, truyền thống là chúng ta lưu trữ này với dung lượng 1TB. Hai cái phần kín này thì các bạn sẽ thấy là hai quạt tản nhiệt và bên phần cảm màn hình thì chúng ta sẽ có ba cái ống dẫn khí ra bên ngoài. Đây là bên tay trái của chúng ta. Còn phần nhỏ hơn nữa, cái bốn cái ốc ở đây đó là CPU i7-9750H này. Các bạn chú ý thì CPU và GPU sẽ gắn chết trên bo mạch chủ. Chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp CPU và GPU các bạn ạ. Và bên cạnh ở phần sườn này các bạn sẽ thấy hai cái loa này, ba ngò sen này. Đấy, trái phải bên cạnh của pin và bên cạnh ổ cứng các bạn nhìn thấy rồi. Vâng, thưa các bạn, đây là mặt trước của chiếc HP Omen phiên bản 2019. Điểm ấn tượng đầu tiên là chúng ta sẽ thấy một cái viền màn hình mỏng. Các bạn sẽ thấy này, viền màn hình mỏng, nhưng nếu mà nhìn vào đây thì chiếc HP Omen này làm bằng viền bằng hoàn toàn bằng nhựa. Nên chúng ta nhìn vào đây thì có vẻ nó sẽ hơi kém sang một chút. Phần barrier màn hình nó rất là mỏng này. Camera được bố trí ở bên trên và sẽ có lỗ nhỏ này. Hai cái lỗ này là cả mic này, đây là cả miếng cam này. Đây các bạn sẽ thấy này, hành trình bàn phím là chúng ta sẽ có cao lồi. Các bạn bấm này, mình bấm thì cái cảm giác ở trên mặt này nó khá là chắc chắn, không có cảm giác kiểu như phập phùng. Một số máy nó làm kiểu không chắc ấy, chúng ta bấm phím ấy, nó sẽ có cảm giác hơi lún lún lún. Nhưng ở đây thì chúng ta không thấy gì cả.
Và đây là thêm một cái bàn phím phụ này. Ở đây thì nó sẽ có các phím tắt, các bạn sẽ thấy này, đây. Cái này bật các ứng dụng, con này là HP Omen Command Center này, để chỉnh các hiệu năng về bàn phím hoặc tản nhiệt. Phím mất nguồn ở đây các bạn nhé. À, hai phím bấm chuột cũng khá là ok. Và mặt tì tay đây nó làm bằng nhôm xước các bạn ạ. Nhưng có vẻ như nhôm xước của chúng ta sẽ hơi bám vân tay một chút. Đây, vân tay của mình các bạn sẽ thấy nó bám ở trên mặt tì tay bên trên. Chuột thì sẽ hỗ trợ công nghệ cảm ứng đa điểm, mà kể cả các bạn sẽ thấy là lát cắt kim cương này, nó làm rất là tinh xảo, một dòng sản phẩm cao cấp mà. Đây, các bạn sẽ thấy là mình đang test phần mềm Full Max ở chế độ 3D và mức FPS chúng ta nhận được nó là 83. Và nhiệt độ của CPU thì đẩy lên ngưỡng 92 độ C khi chúng ta chạy lâu. Và các bạn sẽ thấy là quạt mình chạy ra đây gần 1 tiếng đồng hồ này. Đó. Nhiệt độ trung bình ở đây đó là 67 độ C, các bạn sẽ thấy này, của GPU. Cảm ơn hình đang sử dụng hoạt động lên đến 97%. Chế độ 2D thì khỏi phải nói này, các bạn sẽ thấy mức FPS trên 3000 luôn. Một con CPU đời mới với cặp màn hình đời mới nó sẽ hỗ trợ các bạn rất mạnh. Và khi chúng ta chạy chế độ 3D lâu thì các bạn sẽ thấy là hai quạt tản nhiệt bên trong hoạt động khá ổn. Trong cái phòng nhỏ là chúng ta nghe rất là kỹ luôn. Nghe rất to luôn. Đây mà các bạn để mic vào này. Vâng, thưa các bạn, đúng là phiên bản mới của khác, chip khỏe, cặp màn hình khỏe và ổ cứng thì các bạn nhìn này. Vãi trưởng luôn. Chúng ta sẽ có tốc độ đọc của nó lên đến 3,3 GB/s, có nghĩa là hơn 3 GB/s các bạn ạ. Và tốc độ ghi thì các bạn sẽ thấy là gần 1,5 GB. Vâng, thưa các bạn, ưu điểm của chiếc máy đời mới của chúng ta đang có đó là chiếc HP Omen 2019 thì chúng ta sẽ được trang bị một con Wi-Fi cực kỳ mạnh, nó còn gọi là Wi-Fi 6 AX200 với tần số của nó hoạt động lên đến 160 MHz các bạn ạ. Các bạn sẽ thấy Bluetooth đang sử dụng trên máy đó là Bluetooth 5.0 các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, để chứng minh hiệu năng hoạt động của CPU thì tớ đang test qua phần mềm C-Band 15R. Các bạn sẽ thấy là mọi thông số load ứng dụng render 3D nhanh chóng mặt luôn. Và đấy là khi chúng ta bắt đầu render thì các bạn sẽ thấy là hai quạt tản nhiệt bên trong hoạt động hết công suất luôn. Với chip i7-9750H, 6 lõi 12 luồng và bộ nhớ kích của nó sẽ nhân lên là 12 kích. Nó sẽ hỗ trợ rất là khỏe luôn. Sẽ nhanh hơn khoảng 15% hiệu năng so với i7-8750H các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ thấy đây là điểm số của nó này, 1146 CV, khoảng 15% so với con i7-9750H. Còn cả màn hình này, một cái ấn tượng này. Với cả màn hình GTX 1660T, dung lượng 6GB DDR6 thì sẽ hỗ trợ các bạn các công việc về đồ họa này. Các ứng dụng nặng nề về kỹ thuật thì chúng ta vẫn có thể xử lý qua cả màn hình như này, rất là ngon. Băng thông của cả màn hình này lên đến 12GB/s các bạn ạ. Các bạn sẽ thấy là mức FPS nó luôn ấn tượng ở mức trên 100 này. Và nhiệt độ của CPU sẽ dao động tầm 70 độ và GPU rất là mát luôn. Ở đây thì chúng ta đang chạy đồ họa mô phỏng 4D. Mình đoán là điểm số nó chắc phải tầm trên 100. Quả viền màn hình này nó làm kiểu viền bằng hợp kim nhôm nữa thì sang trọng phải biết. Các bạn sẽ thấy cái 4 phím chơi game chuyên dụng của chiếc máy này nó cũng làm nổi lên này. Các bạn sẽ thấy là AWSD thì là một chiếc máy nó sẽ đậm chất kiểu game thủ và chúng ta sẽ phím điều hướng tốt hơn. Cái này mình nhìn ở đây thì có vẻ như nó làm hơi nhô hơn cao một chút. Ái chà, 124,54 FPS các bạn ạ. Các bạn ơi, đây là phím để điều chỉnh chiếc máy này nhá. Đây này, các bạn nhìn thấy ở đây này, đó nó là hình cái Omen này, bấm vào đây. Các bạn sẽ thấy nó hiện chữ Oman Command Center này. Đấy. Với phần mềm này, Oman Command Center thì các bạn sẽ thấy nó hiện hết thông số của CPU, GPU các thứ này. Đang hoạt động là nhiệt độ đang 61 độ C này. GPU đang ở mức 47 độ C này. RAM này. Mọi thứ này. Download các thứ nó hiện hết luôn các bạn ạ. Bàn phím này, các bạn sẽ điều chỉnh phím ở đây là nét từng vùng này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy. À, rất là nhiều tính năng này. Tìm hiểu sau các bạn nhé. Ở đây mình xem này. Vâng, thưa các bạn, cũng như mọi ngày thì mình sẽ test cái màn hình này. Với màn hình Full HD 144Hz tràn viền, kể cả âm thanh các bạn nghe thấy cũng rất là hay đúng không? Mình sẽ cho nhỏ xuống một chút này. Màn hình của máy đạt độ sáng đó là 300 lít các bạn nhé. Và tỷ lệ phủ màu đạt 93% sRGB và 60% Adobe RGB. Với màn hình IPS thì góc nhìn của máy sẽ đạt 178 độ. Và trên màn hình thì sẽ có một cái lớp chống lóa đặc biệt
để chúng ta có thể dùng lâu mà không bị hại mắt, mà các bạn có thể nhìn ở bất kỳ góc nhìn nào. Mình sẽ mở to hết lên để chúng ta test loa. Các bạn có thể nghe thấy âm bát nó khá rõ đúng không ạ? Trong cái phòng khoảng hơn 20 mét của mình thì nghe tương đối ổn. Nói chung là loa Bang & Olufsen thì mình đã test rất là nhiều máy rồi, nghe rất phê. Nói chung là cả loa và màn hình chiếc máy này cho điểm 10 hết các bạn ạ. Bởi vì chơi game thì thực tế là chúng ta không nhất thiết phải cần một cái màn hình 4K. Chỉ cần tần số quét nó lớn như này là chúng ta ok rồi. Tỷ lệ bao phủ màu như này thì mình thấy cũng rất là ok. Màu sắc nó nhìn cũng khá là sâu, rộng và trung thực. Vâng, thưa các bạn, với xu thế 2019 thì chúng ta không thể quên đó là những cái phần mềm mà chúng ta dùng để edit video. Bởi vì bây giờ với việc rất là đơn giản, một chiếc máy có cấu hình cao thì việc chúng ta edit những đoạn, xử lý những đoạn video 4K chẳng hạn, ví dụ trong gia đình của các bạn hoặc là nghề của các bạn chẳng hạn, bây giờ đặc biệt là xử lý video giờ rất là phổ thông. Đối với các bạn mà làm quảng cáo này, đối với các YouTuber thì một đây là một cái phần mềm mình thấy rất là hay, đó là Adobe Premiere. Mình sẽ dựng khả năng YouTube 4K này, mình sẽ thử chạy một đoạn video này, nó sẽ có ở đây là hơn 1 phút. Xem cái thời gian chúng ta dựng chiếc máy này là bao nhiêu các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy này, mình sẽ bắt đầu test. 1, 2, 3. Nói chung thì với sức mạnh của vi xử lý đời mới thì nó quá kinh khủng rồi. Các bạn sẽ thấy là phần mềm này nó sẽ cày kéo cả CPU và GPU. Đây là CPU đang hoạt động ở ngưỡng 100%. Nó chạy Turbo Boost luôn này. Và đây sẽ cả màn hình đang xử lý từ 9 này, 14. Khi bắt đầu xử lý đồ họa thì chiếc máy nó sẽ quạt rú tương đối là ồn. Mình cũng nhắc trước đây có là nhược điểm của chiếc máy này, không được êm cho lắm. Chúng ta mất 1 phút 52 giây để xử lý một đoạn video 4K hơn 1 phút. Tính ra như nghề của mình thì thường trung bình những loại video mình làm khoảng 15-20 phút thì chúng ta sẽ xử lý hết khoảng hơn 30 phút sẽ xong các bạn nhé. Vâng, các bạn, hôm nay thì mình sẽ test một tựa game hoàn toàn mới, đó là game Haro. Một tựa game đồ họa 3D các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy là những hình ảnh chuyển động trên màn hình kìa, các bạn sẽ nhìn thấy nó như thật luôn. Và mức FPS chúng ta nhận được thường ở mức trên 100 luôn các bạn ạ. Đây là một game bắn súng. Nói chung là với cấu hình cả màn hình GTX 1660T thì anh em cứ thỏa sức cài tất cả những cái tựa game có cấu hình nặng, chơi được hết anh em ạ. Nhiệt độ của CPU các bạn sẽ thấy nó hoạt động ở mức từ 80 độ C và nhiệt độ của GPU lại tương đối mát, nó chỉ có 57 độ C thôi. Các bạn có thể thấy là game này nó đang sử dụng hết có 50% hiệu năng của cả màn hình. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể cài những tựa game nặng hơn game này nhiều. Đấy, nếu mà anh em có yêu thích game thì với cấu hình như này thì chả có game gì anh em chúng ta sẽ không có khả năng cài kéo được các bạn nhé. Offline rồi online chơi được hết. Thưa các bạn thấy là mình vừa test các phiên bản HP Omen 2019 với mức giá 25.9 triệu. Đâu đó với phiên bản là các cấu hình các cửa hàng đang bán với mức giá sách về thì nó khoảng 28.900. Tớ để cho các bạn 25.900, tính ra là chúng ta rẻ được đôi 3 triệu mà cấu hình máy lại cao. Với cấu hình như này, 9750H, RAM 16GB và GTX 1660T thì kể cả tất cả những cái tựa game có trên thị trường thì anh em có thể thấy là cày kéo chiến mượt mà đúng không? Với khả năng nâng cấp RAM tối đa đó là 32GB RAM, SSD thì các bạn sẽ thấy là chạy chuẩn NVMe cao rồi. Và chúng ta hoàn toàn có thể lắp thêm một ổ cứng 1TB HDD nếu mà các bạn muốn nhu cầu lưu trữ rẻ hơn. Và thậm chí là tớ có ổ 2TB luôn. 2TB nếu các bạn nâng cấp vào, tớ để cho các bạn giá 2.2 triệu nếu các bạn muốn nâng cấp. Còn RAM các bạn muốn nâng cấp lên 32GB RAM, tớ sẽ hỗ trợ các bạn 1.6 triệu. Ok chưa? Nên 32GB chơi cho nó chất, cho nó mắc. Còn với cấu hình như này, các bạn sẽ thử hỏi là làm tốt các công việc gì? Thứ nhất, các công hoạ việc về đồ họa edit video 4K thì với i7-9750H và kết hợp với GTX 1660T thì không phải suy nghĩ bố cháu là ai rồi. Đặc biệt, chiếc máy có một cái màn hình tần số quét rất cao 144Hz với độ sáng tốt, tỷ lệ bao phủ màu trung thực. Các bạn có thể vừa làm đồ họa vừa chơi game giải trí, chiếc máy này hoàn toàn ok, ngon lành. Đặc biệt với hình thức ở bên ngoài, thiết kế máy cực kỳ gọi là ngầu, trẻ trung, năng động, LED phím RGB. Đấy, quá ngon đúng không? Chính sách bảo hành của cửa hàng toàn bộ máy là 1 năm. Các bạn được dùng trải nghiệm nếu trong 15 ngày đầu, nỗi cho nhà sản xuất tớ sẽ đổi cho các bạn một chiếc máy khác không mất tiền. Còn nếu mà sau này có phát sinh vấn đề về bảo hành, lỗi bộ phận nào sẽ được thay thế bộ phận đấy. Cũng nhắc với các bạn thì CPU và GPU, những dòng máy này onboard trực tiếp cho bo main. Đấy,
Nên các bạn mua máy các bạn phải chọn option ngay từ ban đầu. Nó chỉ cho phép các bạn thay đổi thông số đó là RAM và ổ cứng thôi. CPU và GPU gắn chết trên bóng bên. Nên là chúng ta sẽ không có thể nâng cấp được các bạn nhé. Còn với hình thức các bạn có thể thấy là tản nhiệt, loa các thứ thì phải nói là quá ok đúng không? Cái này chắc có lẽ chỉ không phù hợp với các bạn mà thích những chiếc máy mà có thiết kế tối giản đơn giản. Bởi vì dù gì thì chiếc máy này nó rất là ngầu và có thể sẽ gây sự chú ý khi các bạn đi làm. Nhưng về sức mạnh thì chắc chắn là không thể nghi ngờ được. Với chất lượng các dòng sản phẩm của HP thì dòng Omen thì nó quá nổi tiếng rồi. Nó cạnh tranh trực tiếp với Dell Alienware, cạnh tranh trực tiếp với các dòng Lenovo Legion của Lenovo. Đấy, cạnh tranh trực tiếp với các dòng cao cấp của MSI và cạnh tranh trực tiếp với các dòng của Acer, vân vân các bạn nhá. Hy vọng là các bạn ủng hộ kênh của mình nhiều hơn nữa để có hàng ký gửi này, hàng thanh lý này, hàng sổ lỗ này. Tóm lại tôi không quan tâm. Chỉ quan tâm, khách hàng quan tâm gì ạ? Giá các ông bán tốt, các ông phục vụ tốt, thế là ok thôi. Còn với mức giá này, tớ bao toàn Việt Nam luôn. Mà số lượng máy thì cũng lo luôn với anh em, chỉ có vài chục máy thôi anh em nhá. Nhanh tay ủng hộ mình, có lẽ là cố gắng bán hết cho tháng 6 này. Bán hết cho cô em thì nó sẽ thưởng cho đôi chút nhá. Ơi, kênh công nghệ của mình sắp đạt 100.000 sub rồi. Để ủng hộ mình nhiều nữa thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ cũng như đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta tương tác nhiều hơn. Và càng ngày thì lương càng có nhiều đối tác xả lỗ ký gửi hàng. Tóm lại là đến tay người tiêu dùng với giá tốt nhất, đúng không ạ? Còn bây giờ, cảm ơn các bạn và xin hẹn lại ở những video lần sau.